Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125i, lột xác với cái dàn áo đen phát cách đi cùng dàn chân đa màu sắc. Cái chiếc quay 125i đồ hôm nay được người chủ lựa chọn bộ cánh với cái tông màu đơn giản đen bạc, đến nhường lại hoàn toàn có sự nổi bật cho dàn chân với vô số đồ chơi cực chất. Ước tính tổng giá trị dàn trang bị này cũng hơn 50 triệu. Dàn đầu nó bật nhất phải kể đến cái chiếc bình dầu trong suốt có phần nắp CC màu đỏ ở bên trên, dùng để chứa dầu thắng cho cái cụm Rainbow Costa mà chiếc xe đang trang bị. Nhấn nhá xung quanh phần tay một vài chốc kỳ nằm xanh tím khá đẹp. Nói về dàn chân một chút, chúng ta thấy cái phần niềm nhôm của XL vàng kết hợp cùng với đĩa của Rainbow Motoba 220 lòng đĩa lõm, thêm cái con heo dầu Rainbow Blitz 2 bit để xứng nữa. Tất cả đã hòa vào nhau tạo ra một hệ thống phanh trước vừa đẹp vừa tối ưu hệ sức phanh. Để tăng cường cái độ sáng cho dàn chân, các chi tiết như cốt bánh hay là cái cục canh cũng được thay đổi lại bằng vật liệu inox với những chi tiết được khoay CNC khá đẹp. Trong khi phía sau, bộ càng thắng CNC kết hợp với bộ tăng thắng theo đến từ Tekawa. Ngay chi tiết đầy người chủ phối đen cùng với kem màu đục của phần nhôm cho nó thêm chút là bắt mắt. Riêng Cobo cũng là một trong những điểm nhấn màu sắc cho toàn bộ chi tiết chiếc áo. Cái chiếc cổ Titan này lên màu theo phong cách của Sherman, sẽ có vị trí xanh ở nơi vẫn có một gam màu vàng nhấn thêm tí xíu. Cuối cùng chính là phuộc ni trinh bình dầu liền phía sau. Cái tông màu xanh làm chủ đạo cái thương hiệu này, đem tính cái hành trình giảm sốc cực kỳ êm ái cho con xe của bạn. Với khả năng tăng chỉnh lò xo tùy ý, chúng ta thay đổi được nén sao cho phù hợp nhất cân nặng của bản thân. Xe chia dọn kỹ thế này có đẹp hay không? Đây là một cách phù hồ quen thuộc, và chắc chắn với những trang bị mà con xe chia này đang độ làm cho các bạn hay bị ngất ngây bởi cái sự chịu chi xa hoa của người chủ. Cái cụm nắng Rainbow Asset các bạn Costa chịu trách nhiệm điều tiết cực thắng dầu cho con heo cơ bắp, hướng đến cái phong cách là gọn gàng nên người chủ lựa chọn một cái chiếc ống dầu màu đen bí ẩn. Bên cạnh còn có cụm gạt Domino cho con xe có nước đề ba mạnh hơn. Vì là một trong những cái mẫu kích thước hơi lớn, khi trang bị cụm Domino, người chủ buộc gắn thêm cái cụm đề cùng hiệu để đủ chỗ gắn. Bên trái là cụm công tắc của CB 600F, có phần nút vaccine có thêm chức năng là đèn ưu tiên, phát tín hiệu cái sương mù để đồng đội dễ dàng nhận diện hơn. Trang bị phần đánh giá là con của chiếc xe bóp nặng, người chủ đã như vậy thấy nâng cấp thêm cái cụm con tiếp em để có hiệu năng bóp như ý hơn. Ngoài ra đã gợi ý nhỏ nhỏ ở trên cái cụm trong cũng liên lạc với cụm nắng Rainbow Asset Costa bên kia. Không chỉ ở phần bánh mâm nguyên bản mà anh chủ chịu nâng cấp dàn chân với căm đùm niềng cho con xe nó gọn gàng và phần nào trọng lượng cũng giảm hơn. Heo trước cơ bắp mà mình vừa nhắc đến là cái dòng Rainbow 4bis kết hợp đĩa thắng của Gaffer, hiệu năng thắng là trên cả tuyệt vời. Tiếp đến, ta thấy dàn chân nữa, một cái nhát dọc S sặc sỡ, dĩ nhiên công dụng của nó không chỉ làm kiển cho mà đẹp thôi, mà nó còn rút ngắn thời gian thay heo, lấy heo nhanh chóng mà không cần phải canh gió hay canh dầu lại. Phần bên đạp hiệu đến từ Rainbow danh giá có lẽ là nơi hơi hướng nhiều sau nổi bật của con dầu bình dầu Titan sắc sảo với chiếc các dọc S và những cái ốc Titan làm điểm nhấn, khiến cho chiếc xe nó sặc sỡ hơn trông thấy. Tí nữa mình quên giới thiệu các bạn cặp niềng XL đen mà chiếc xe này đang có. Với chiếc xe này đầy đủ màu sắc thì cặp niềng màu đen khiến em ấy nó cứng cáp hơn khá nhiều. Heo sau Rainbow logo đỏ, đĩa thắng của Gaffer thống nhất với dàn chân trước và sau cực kỳ lạc. Thay vì thương hiệu nặng trí như Holley, Nitin thì người chủ lựa chọn một cái gì đó cây phục dễ chơi hơn là quả S. Điểm nhấn là gam màu xám xi măng của con xe với một cái gì đó nó đẹp đi cùng phần cấp thay đổi thành cấp của X-Order, đem tính nước địa ba tốt hơn. Bên ngoài ngầu hơn, gấu hơn rất nhiều nhờ vào cái lông bộ STB dũng mảnh có bô sẽ bẩm chế tác từ Titan với những cái đường kính phù hợp với bề độ chiếc xe đang đi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.